Điển xin tôi lấy lại cho các bạn xem này. Muốn thiết lập, các bạn vào content này, sau đó các bạn vào trên bell, sau đó các bạn lấy cái đĩa xích ra, đây là học lấy ở đây có pulley và cái đĩa dạng xích này, các bạn click vào đây, sau đấy các bạn chọn cái sprocket này, rồi ở đây nó sẽ hỏi là specify center well, click vào đây, rồi góc bao nhiêu độ, ví dụ như các bạn đặt góc 0 độ, đấy chưa? Thì sau khi lựa chọn cái đĩa xích ấy, thì nó phải có cái xích phù hợp, cái mắt xích phù hợp, đúng không? Đây mắt xích đây, các bạn có thể lựa chọn các mắt xích, ví dụ như các bạn lựa chọn là ISO 606 metric, rồi thế toàn bộ đây đều 606, rồi các bạn chọn là 606 10B, được chưa? Nhớ nha, 606 10B. Sau đó next, phần mềm sẽ hỏi các bạn là number of teeth là cái số răng ở đây bao nhiêu. Thì ví dụ như các bạn đặt là 21, còn ở cái ô này là number of visible teeth là cái số răng mà các bạn có thể nhìn thấy, được chưa? Còn lại là nó sẽ che đi. Ở đây là cái đường kính trục sát, cái đường kính như thế này này để lắp cái trục á. Bây giờ ví dụ như các bạn để là number of teeth visible, đúng không? Các bạn cho lên 15 đi, tức là sáu cái răng sẽ bị che khuất, đúng không? Rồi ấn finish này. Thì đây các bạn đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đúng chưa? Thì 6 cái còn lại nó sẽ bị che khuất ở chỗ này. Đó là cái thứ nhất, đúng không? Giờ tôi lấy thêm cái thứ hai. Vị trí này, được chưa? Vẫn góc 0 độ. Rồi vẫn 606. 10B. Rồi ví dụ như ở đây là tis là 25. Nhìn thấy là tầm 18. Được chưa? Finish. Đây. Bây giờ tôi muốn liên kết cho hai cái đĩa xích này, tôi lấy xích ở đâu? Thì các bạn sẽ vào đây. Bây giờ sau đó các bạn phải tính đã nhá, lang calculation. Các bạn vào lang calculation, sau đó lựa chọn OK, sau đó các bạn lựa chọn này thì các bạn nhìn cái dòng nhắc á, select the first point, first point, ví dụ first point của tôi ở đây, rồi second point của tôi ở chỗ này, đó thì nó sẽ kết nối bằng cái đường này. Bây giờ tiếp theo này, chọn phía này, first point này, second point này, được chưa? Đó. Rồi sau khi như thế các bạn, sau khi lựa chọn hai đường các bạn ấn enter, bây giờ nó mới chỉ có hai đường kết nối, đúng không? Khi các bạn ấn enter một cái thì tự động nó tính toán cho các bạn, và các bạn thấy cái đường này nó làm sao, nó nối, tự động nó nối tròn lại để nó kết nối hai cái đĩa xích này, được chưa? Như vậy là xong rồi đó. Tiếp theo này, lấy cái đĩa xích ra thì thế nào? Các bạn vào trên belling, lấy cái mắt xích ra này nha, lấy cái xích này trên này. Rồi select polyline chính là cái đường mà kết nối giữa hai cái này đó. Rồi các bạn click vào đây, lựa chọn. Ở đây sẽ hỏi là start point, thì các bạn có thể lựa chọn là đỉnh ở đây, hoặc các bạn có thể lựa chọn là góc này, tùy vị trí nào cũng được nha. Ví dụ ở đây. Sau đó các bạn lấy 606 10B này, next này. Bây giờ number of link draw, tức là các bạn sẽ làm sao? Ở đây có bao nhiêu mắt xích các bạn muốn vẽ. Ví dụ như các bạn muốn là 18 hoặc các bạn muốn 22 ạ, 22 mắt xích các bạn vẽ. Các bạn ấn finish. Nha, bây giờ phần mềm sẽ hỏi là hướng nào? Hướng này đúng không? Hướng này ok. Accept. Rồi, accept tiếp. Rồi thì ở đây có 22 cái này. 1 2 3 này, 4 này, tức là nó ăn khớp vào nhau đấy các bạn. Nó lồng vào nhau. Đó, thì thay vì thế các bạn cũng có thể vẽ được bên này tiếp theo. Được chưa? Đó là lấy xích và đĩa xích.